Ông tao đi xác thử coi được mới tôm mới cá được không, về bán kiếm tiền, hết cách đi rồi đi kiếm tiền lại đi bay. Thì rồi vài mửa ai mướn mà mới làm được chứ. Ủa, ý cua má bắt thì bán là má đi mua về cho mình ăn vậy? Sao quá trời luôn á. Em nghe má nói chị nghỉ dịch mấy tháng nay làm lại cực khổ quá trời, tại vì má mua cua về cho chị tẩm bổ nó sướng gần chết luôn nè. Luộc đi luộc đi rồi ăn cây. Về quê em giống chị, mày thấy mới cua tao mới bắt đầu không, tự nhiên nó mất tiêu. Gì con biết gì đâu mày ngon. Sao mày nói má mua gì cho con ăn tẩm bổ? Ăn con gì má thì nó lấy Sucra má.